tay vô có. Dạ, thì nó tùy vô á, nhưng mà cơm nó có ngọt có béo không? Chào cô nha. Cái mặt đây của ai này Dũng? Hả? Em 25 tuổi. Ok em cô. Dạ ok ạ. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại em đang ở vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa, 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Chia sẻ những hình ảnh về sầu riêng. Đang rất là đông khách luôn. Bắt đầu khởi động rồi đó. Bắt đầu khởi động chương trình truyền hình trực tiếp. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Ở đây 225 cái trái kia nãy là địa chỉ chúng ta đó là 415 Cách Mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Đó. Khách rất là đông luôn, đang đứng ở phía ngoài nè. 225 cộng 386 chị ơi. Đợi con thiếu mà con. Tiên Tiên rút chùm cái điện thoại anh sao của Tiên. Rồi ok anh cảm ơn. Em một cái đây là tới ai ạ? Không quá. Ai chưa lấy được cái mà. Không lắm mà chú. Đúng. Rồi. Nó chọn người nhìn qua.
chỉ muối này đi, muối này cho các bọn thấy. Sao vậy? Đổi muối nào vậy? Muối này đúng không? Còn 155 chốt á chị ơi. Còn tới ai nữa hả? Chị á, cái này của anh cha nè. Chị còn chị mà kia. Chưa tới. Đâu, cái này của em nào đâu? Đây của em sao? Dạ 210 á anh. 201 anh. Chị nãy nhiều quá rồi. Dạ 155 á. Thử không anh trai? Ok. Được rồi. Rồi 21 chốt luôn chị ơi. Cô ơi, trái này được không cô? Hai trái nhỏ cho cô. Cái này đâu cô? Xa xa ra là quét cô không? Đi, nó trội hai trái. Rồi, cô có lửa không? Em cái này á. Em mấy trái? Một trái, hai trái. Rồi tới đây 157 em ơi. Ok không em? Ok. Đông phải xanh là nó xấu mà. Em ơi. Kiểm tra có vô chưa? Ok không chắc. Cảm động lắm nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Rồi ok. Xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV. Ủa sự kiện của anh này đây là đây đúng không chị Tiên? Hả? Bên phải. Này đúng không? Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Không được, cho con tôi lửa đi. Rồi tới 157 chị ơi. Rồi. 157. Kê. Rồi tiếp luôn. Của ai đây? Là của ai? Đây là cái đống giỏ hôm nay. Cam nào đâu? Con cam làm nào? Cái màu cam vậy đúng không? Em có thấy ai màu cam đâu? Cái đầu màu cam. Đây nè, bảo mới xếp vô đó. Là đi chung hả đúng không? Trời ơi, vậy mà nãy giờ không ăn khó ăn luôn. Cái nào? Rồi 260. Cái bự lên cái nhỏ. Sorry. Mình lẫn nhiều quá. À, đi nha. Cái bự lên cái nhỏ. Cái nào ngon thì lấy cho đó. Cái nào ngon thì lấy cho đó. Cái nào ngon thì lấy cho đó. Rồi phía 87
206 thì 07. 26 mua đi em ơi. Còn cô ngoài kia nữa. À kia cho nó lượng lượng chịu á. Phép à, kiểu đó là phép à. Mấy cái này là gì không? Từ nãy chưa chào ông bà cô chú nghe Dũng. Con chào ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Trong nước và ngoài nước ạ. À. Rồi. Quen. Ráo lên mà. Ráo lên bà ơi. Rồi, ráo luôn. Vô cái dĩa là có sầu riêng ngon. Ok không anh? Ok. Có ăn không? Còn lửa hoài là con. Còn hoài là không ra nữa. Ờ, cái sầu riêng ngon quá trời luôn, anh vô cột đầu một cái là ra liền. Cái này nó ráo ráo một tí. Nhưng mà nó cũng na ná vậy đó. Cái này nó hơi ít muối gì đi ngang. Hơi ít hả? Cái này thêm chát. Nhưng thịt chanh có lợi hơn. Chanh có lợi hơn cái này. Cũng 4 hộp. Nhưng mà nó nhỏ. 110 kg, còn khui ruột là 350 kg. Ngon không? Ngon. Ngon. Thử luôn đi anh. Lỡ rồi. Lấy sao hả? Ok không anh? Ok, ngon. Hai trái anh khui ra vô dứt khoát vô một cái là bóc là liền. Hai trái sầu riêng ngon. Nó dị quá à. Quá ngon luôn, hai trái sầu riêng đúng là đẳng cấp luôn, cơm vàng. Đơn giản suy nghĩ. Đó, rồi rồi. Không tùy vết luôn á. Đi mốt. 388 cho em. Tới nãy là 234 đúng không? Đấy, chúng ta sẽ coi sao trăm mấy. Rồi, ăn cái nào á? Ăn liền không em ơi? Đang suy nghĩ hả? Đạt từ nãy khui không ra với Đạt. Cái gì vậy?
Kiếm trái này ngon ngon đi. Có nước gì uống không ta? Có nước gì đâu uống hả? Tiên. Dạ. Tiên có nước gì đâu này uống không Tiên? Hôm nay hả? Hôm nay không có làm nước nhưng mà có trà đá để có mà. Đâu? Đây. Thôi. Trà đá. Trà đá luôn. Ê, cái nước gì của mấy Tiên nè uống được không? Dạ, à có một chai nước mía mà kêu đó. Thôi kệ chứ. Cho nó cho miếng nước mía đi cũng được. Yeah.